Hi, xin chào các bạn. Trên tay mình mới nhận hàng online là một cái ổ cứng di động. Sẵn giờ mình mở khui hộp nó và review cho các bạn xem ha. Các bạn bên trong là gì đây? À, đây là đơn hàng thôi, đơn hàng. Còn này là cái hộp chính của nó nè. Còn này là trong đợt khuyến mãi, thành ra mình được tặng thêm một cái bóp ổ đĩa của chính hãng Western Digital luôn. Đây các bạn, chút xíu nữa khui chi tiết cho các bạn coi nha. Đây, dòng này là dòng My Passport Ultra 1 TB. 1 TB. Rồi. Đây các bạn. Đây, view sơ qua bản cấu hình chi tiết của nó, của nhà sản xuất đây. Camera mình nó mờ quá các bạn. À đây, portable hard drive. À, chuẩn là USB 3.0, hỗ trợ các phần mềm về backup direct trực tiếp, rồi jack utility về quick backup các bạn, tương thích với Windows 10 trở lên, từ phiên bản Windows 10, Windows 7. Rồi, để xem mình để mình coi trong chi tiết bây giờ trong hộp này nó có bao gồm cái gì ha. Này các bạn, hơi chói hả các bạn. Đây này, màu nó màu xám với đen. Đây này, này sách hướng dẫn cái em cái manual guiding thì nào cũng có. Đây chi tiết đây các bạn. Đây cáp USB của nó, cáp USB theo máy, theo thiết bị chứ. Đây để mình coi nha. Ổ cứng này là dung lượng 1 TB và theo bảo hành theo chính hãng của nhà sản xuất Western Digital là 3 năm các bạn ha. Màu này thì màu này nó cũng sạch, nó không có dơ, thích hợp cái việc mà mang đi lại. Rồi, hộp của nó chỉ có một cái máy, thân máy chính, và cái này là dòng ổ cứng của nó, là ổ cứng dành cho laptop mà loại 2.5 inch đó. Cáp của nó các bạn chú ý nha, cọng cáp này là cọng cáp theo chính hãng nè, là cái nó sử dụng và cái tốc độ truyền data của nó mới đúng theo nhà sản xuất. Còn nếu mà lỡ mà mình có mất, mình ra mình mua cáp mà nó không có đúng của nó thì xài nó rất là chập chờn và rất dễ bị hư ổ cứng, lỗi ổ cứng. Rồi, giờ mình cắm vô để mình test luôn thiết bị. Thiết bị nào mới cũng phải test hết, đôi lúc nó sẽ hư bất ngờ các bạn, lỗi nhà sản xuất. Này phải chắc tay nha các bạn, chắc tay nha. Rồi. Đây, cắm test luôn và mình đã coi mình cái chế độ nó đã format được chưa, đã format chưa. Đây các bạn. Đó. Để mình zoom lên cho các bạn nha. My Passport nè, laptop nó nhận lắp My Passport đây kìa. Đây các bạn, My Passport app. À, ổ cứng mình nó đã được nhận trên laptop mình rồi hả? Này, dung lượng là 931 GB, là do nó trừ hết một số bà ghi là để dành cho hệ thống rồi, thành ra nó còn 931 GB là sử dụng được.
Các bạn chỉ lưu ý nè, nó mặc định là anti ô cứng này nó format theo dạng partition là NTFS để nó hỗ trợ mình chép những cái file lớn ha các bạn. Những cái file lớn mà từ mấy GB trở lên mình chép là nếu mà partition FAT32 á là không thể chép được. Đó. Và cái này mặc định nhà sản xuất họ đã làm cho mình rồi, mình chỉ việc cắm vô và sử dụng thôi. Nếu mà các bạn quan tâm về backup dữ liệu mà sử dụng luôn phần mềm đi kèm của nhà sản xuất Western Digital này á, thì đây nó có những cái tool đó mình sử dụng, mình cài lên để mình để chi khi mà mình cắm vô là mình cài đặt sẵn những cái đường dẫn, mình chỉ lít chuột và nó tự backup cho mình thôi. Còn đây mình mục đích mình đang sử dụng là để backup dữ liệu dành riêng, thành ra cũng chưa có nhu cầu xài tới. Rồi cái tiếp nữa là do được được bên bán họ khuyến mãi, là trong thời gian khuyến mãi họ tặng luôn cái khay chứa đi kèm, nhưng mà cũng đẹp, được nó đẹp một cái là của nhà sản xuất luôn, Western Digital luôn. Đây là các bạn, đây túi này, cái hộp này là hộp chống sốc luôn các bạn. Rồi bỏ vô. Vừa bạn ha các bạn. Rồi, rất ok, rất là đẹp. Mà có cái hộp này thì mình có cảm giác nó an toàn hơn. Ok các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các video kế tiếp nha.